trở thành phiên bản tốt hơn của mình, bởi ai cũng sẽ muốn hướng đến cái điều tốt đẹp nhất với mình, và khi cơ hội đến thì em chắc chắn em sẽ nắm lấy và em sẵn sàng thay đổi. Đây là bọn anh đã đi lên.
không phải. Đây là bọn anh đã đi lên ở đồng đất à, không phải. Đây là bọn anh đã đi lên. Nếu như mà em biết bơi thì anh mới dám gọi nhìn thẳng đôi mắt em, bởi vì anh sợ rằng là mình sẽ chết đuối trong đôi mắt ấy. Quan tâm cảnh bên cho anh mương bờ vai lông anh còn. Giờ anh đã biết hết tất cả sự đặng, tình cảm của em đã trao toàn là xa rồi, con tim em yêu thương không đặng, chỉ là anh ngồi nhăn mấy lâu.